Happy New Year các anh chị em, xin chào tất cả mọi người. Happy New Chào mục sư. Year mục sư. Chào năm mới mục sư. Chào mục sư. Chào mục sư. Chào mục sư. Happy New Year mục sư. Các anh chị khỏe chào không? Lớp này hôm nay có ai là học viên mới? Dạ con. Xin mới. Dạ con. Dạ con. Dạ con như Thảo Quỳnh. Okay, dạ con Quỳnh Như. Con Tú Lê. Dạ con Linh Trần. Dạ. Con Đặng Thị Lý. Dạ con tên mới. Em Nhân Phạm mục sư. Dạ ok. Dạ chào mục sư. Dạ Xuân Vọng. Em Quang học sinh mới luôn mục sư. Dạ ok. Dạ con dâu Phạm. Dạ chào mục sư. Có những người mới và có những người cũ. Yeah. Quá cũ. Và cũng quá có vài người học chui phải không? Yeah. Mấy anh chị em học chui nhớ đăng ký nha. Và lớp của chúng ta thì cảm ơn Chúa là trong mùa Giáng sinh cũng có vài anh chị em thi đậu trở thành công dân Mỹ, cũng rất là vui. Và hôm nay thì chúng ta cũng quay trở lại buổi học đầu tiên của khóa 14. Welcome tất cả các anh chị em. Ok, thế bây giờ thì mục sư xin mời các anh chị em chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện để bắt đầu giờ học buổi tối hôm nay. Xin Chúa ban phước lành trên giờ học của chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời, lạy Cha kính yêu chúng con. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con bắt đầu một khóa học mới, khóa học thứ 14. Xin Chúa ở cùng Chúa ban phước lành trên các anh chị em của chúng con trong khóa học này. Cho chúng con hết lòng nhờ cậy nơi Chúa, cho chúng con học bài và cho chúng con hiểu bài, chúng con nhớ bài. Chúa cũng cho các anh chị của chúng con sự siêng năng. Và Chúa cũng ở cùng và Chúa cũng ban phước trên tất cả mọi người. Chúa cho giờ học của chúng con mọi sự được thuận lợi. Và chúng con cũng cảm ơn Chúa vì tấm lòng của các anh chị em của chúng con đến đây đây để học liền thứ quốc tịch. Chúa ban phước lành trên những người lớn tuổi, trên những người yếu tiếng Anh, trên những người đã nộp đơn N400, trên những người đang chuẩn bị nộp đơn, cũng như là trên những người đang chờ phỏng vấn trong tất cả mọi giai đoạn. Xin Chúa ở cùng và Chúa cho chúng con hết lòng nhờ cậy nơi Chúa, và chúng con cảm ơn Chúa vì khóa học thứ 14 này, và chúng con xin dâng tất cả mọi sự lên Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn các anh chị em, xin mời mọi người chúng ta cùng ngồi. Rồi, ở đây là có bao nhiêu người ở tại California? Đông phải không? Dạ. Yeah. Rồi bao nhiêu người ở tại Texas? Rồi, cũng đồng. Bao nhiêu người ở tại tiểu bang Washington? Dạ, yeah, ok. Rất good. Các anh chị em ở những tiểu bang nào nữa? Missouri. Okay. Là Maryland. Dạ. Massachusetts. Con ở tiểu bang New Jersey. Dạ, yeah, ok. North Carolina. Virginia. Yeah. Arizona, dạ yeah, yeah. Con ở Illinois ạ. Ok. Con ở Illinois hồi xưa. Dạ, ok. Welcome các anh chị em. Có ai trong chúng ta mà quen nhau trước khi vào lớp học này không? Dạ không. Không. Có. Ok, tức là có quen với nhau trước khi vào lớp đó. Dạ có. Mới okay, quen. Có vài người phải không? Dạ. Yeah. Rồi các anh chị biết tại sao các anh chị em ở đây ngày hôm nay không? Why are you here today? To become a US citizen. Thôi chứ không có US citizenship. US citizen. Ok, thế bây giờ để mục sư chia sẻ cho các anh em một số thông tin. Đây là coi như những cái thông tin về hành chánh trong cái buổi học đầu tiên để chúng ta biết. Yeah, welcome các chị em đến với lớp học luyện thuốc tịch miễn phí của Trung tâm Cơ đốc Giáo dục The Vietnamese Christian Education Center. Lớp chúng ta sẽ học vào mỗi tối thứ hai, tối thứ tư và tối thứ bảy. Giờ học đó là 6 giờ giờ Pacific. Tức là giờ Pacific là giờ của những anh chị em ở tại tiểu bang California, tiểu bang Oregon và tiểu bang Washington. Và từ 7 giờ tới 8 giờ là giờ Mountain, giờ của vùng đồi núi. Trong đó có những tiểu bang ví dụ như là Colorado, là Utah, Arizona.
Nevada, vân vân. Rồi 8 giờ tới 9 giờ là giờ bên Central, tức là giờ bên miền Trung. Ở trong đó nhiều các anh chị em ở tại Texas, ở tại Illinois, ở Missouri. Và 9 giờ tối thì đây là các anh chị em ở tại bên miền Đông. Có Georgia, Florida, rồi New York, North Carolina, đó là những vùng bên đó. Chúng ta vào đây biết giờ rồi đúng không? Ngày đầu tiên có nhiều anh chị em thì vào rất là sớm. Những người ở bên miền Đông đó, lúc đó bên này mới có 3 giờ thôi. Bên đó thì các anh chị em 6 giờ. Cho nên các anh chị em vào hỏi là ủa vào lớp rồi mà sao chưa thấy được vào lớp. Cho nên bây giờ chúng ta biết ha. Chúng ta sẽ học trong cái chương trình này đó là chúng ta sẽ học về luyện thi quốc tịch và chúng ta sẽ học trực tuyến trên online và cũng như là qua Zoom và có một số bạn thì học trực tiếp ở tại trung tâm. Cho nên là thứ hai thì chúng ta sẽ học về N400 và cách điền đơn. Thứ tư chúng ta sẽ học về interview và giao tiếp. Thứ bảy chúng ta sẽ học về 100 câu civics, 100 câu quốc tịch và những câu đọc và những câu viết. Để mà chúng ta vượt qua cái kỳ thi quốc tịch, các anh chị em phải vượt qua ít nhất là 5 cái ải sau đây. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là các anh chị em phải biết 100 câu hỏi lịch sử Hoa Kỳ, tức là 100 câu quốc tịch chúng ta phải học thuộc. Chúng ta phải học đầy đủ và chúng ta phải thuộc bài 100 câu. Rồi sau đó, chúng ta cần học 88 từ. Và từ đó chúng ta có 60 câu đọc và 60 câu viết tiếng Anh. Đây là phần mà các anh chị em khi đi thi sẽ đọc một câu và sẽ viết một câu. Rồi chúng ta cũng sẽ học những từ what mean, 155 từ what mean. Rồi về phần thông tin cá nhân, chúng ta phải học phần thông tin cá nhân của chúng ta, những thông tin về chúng ta, về gia đình chúng ta, về vợ con chúng ta, về con cái chúng ta, những vấn đề liên quan đến chúng ta phải biết. Đây là cái vấn đề mà chúng ta phải biết như chúng ta biết trong cái lòng bàn tay của chúng ta. Tại vì chúng ta đi thi đó, người ta hỏi những cái thông tin đó về chúng ta phải trả lời. Và những cái điều mà các bạn trả lời đó, các bạn tuyên thệ là các bạn sẽ trả lời trung thực. Còn nếu các bạn không hiểu và các bạn trả lời đại, thì họ cho rằng các bạn là trả lời không đúng với sự thật và các bạn bị rớt vì những vấn đề đó, vì không hiểu tiếng Anh. Và chúng ta cũng sẽ có những buổi phỏng vấn thử những khi giao tiếp tiếng Anh. Khi mà người officer gặp các bạn đó là ngay từ trong cái gặp gỡ đầu tiên là họ chào hỏi vài câu là họ biết cái khả năng tiếng Anh của các bạn như thế nào. Mình tiếp xúc nhiều người, mình hỏi vài câu, mình biết là người này có biết tiếng Anh hay không, người này có học vẹt hay không. Các anh chị em, cho nên vấn đề đó chúng ta đừng có học vẹt, chúng ta học để chúng ta hiểu. Và trong lớp thì chúng ta cũng có những thì giờ để chúng ta giải đáp thắc mắc và chúng ta cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm đi thi quốc tịch. Có những buổi các anh chị em sẽ thấy những anh chị em đi thi quốc tịch đậu trở về rồi kể cái buổi đi thi quốc tịch của các anh chị em đó. Thì chúng ta làm một điều là thi đậu rồi thì đừng có lặng luôn. Các anh chị em quay lại, các anh chị em chia sẻ tin vui cho mọi người biết, tại vì mình học với nhau, đúng không? Rồi cái xong tự nhiên cái người đó tự nhiên lặng mất tiêu luôn, biến mất tiêu là ra đi không một lời từ biệt, phải không? Đó, cho nên là các anh chị em có đậu rồi báo để mà mục sư chia sẻ tin vui rồi mọi người chúc mừng. Rồi xong rồi mình vô mình kể cái kinh nghiệm của mình. Hay là các anh chị em có những cái thắc mắc gì đó thì có thể trong lớp mình cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm giải đáp thắc mắc cho nhau. Trong lớp thì mục sư cũng có thể những cái điều gì mục sư biết thì sẽ giải thích cho các anh chị em. Cũng có anh Minh cũng sẵn sàng để mà giải đáp thắc mắc cho những vấn đề về di trú vân vân. Trung tâm Cơ đốc giáo dục mục sư đang dạy đó thì đây là trung tâm thiện nguyện, tức là tổ chức thiện nguyện không có lợi nhuận. Mọi người ở đây là làm việc trong tinh thần là tự nguyện và tình nguyện để giúp đỡ cho các anh chị em của chúng ta và được chính phủ liên bang cấp giấy phép miễn thuế và công nhận để giải quốc tịch cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Các bạn có những cái liên lạc thông tin với mục sư đó thì có cái kênh YouTube các anh chị em có thể xem lại bài học. Kênh Mục Sư Phúc là cái kênh mà mục sư để những bài học mà chúng ta học trước khi học
và sau khi học. Rồi cái kênh mà học ESL là luyện thi quốc tịch đó, thì cái kênh này là những buổi học sẽ được phát lại trên cái kênh này. Nếu các anh chị em cần liên lạc với mục sư thì liên lạc qua email mục sư phúc@yahoo.com. Website thì là https://tvcac.org. Và Facebook thì các anh chị em vào ở trong tham gia cái nhóm này, facebook.com/groups và TVCAC. Mọi người đã vào tham gia cái nhóm này chưa? Nếu mà mấy anh chị em chưa tham gia thì copy cái đường link này để tham gia. Có những bài học, có những điều chia sẻ, những tin vui, mục sư sẽ thông báo trên lớp. Ví dụ như có những buổi mà lớp chúng ta nghỉ học thì mục sư cũng sẽ thông báo. Cần học trước vấn đề gì cũng sẽ thông báo để các anh chị em chuẩn bị. Hay là có ai thi đậu quốc tịch cũng chia sẻ trên đó để mọi người chia vui, mọi người chúc mừng. Và đó là những cái thông tin mà chúng ta biết về cái lớp học của chúng ta. Dạ, cho em hỏi không biết cái group đó là em chưa có biết, em vô cái group đó chưa à? Group trên Facebook hả mục sư? Dạ, ok. Các anh chị em, những người mà có đăng ký đó, là các anh chị em nhận được cái tin nhắn chào mừng và cũng như là chào mừng bạn đến với lại trung tâm cơ đốc giáo dục đó. Các anh chị em nhấn vào đường link đó để tham gia vào cái group. Có ai mà không được nhận những cái đường link đó không? Có ai mà vào đây không có số học viên không? Số học viên có. Khi vào trong lớp thì chúng ta trung thực, chúng ta đến với nhau trong tình yêu thương, vui vẻ thật thà với nhau. Và các anh chị em cũng đừng chia sẻ cái Zoom cho những người khác, dành cho các học viên có đăng ký với lớp học của chúng ta thôi. Tụi bạn thì vui tính, phải không? Thí dụ như là nhiều khi thấy có ai đó, thí dụ như là tôi muốn học luyện thi quốc tịch, có ai giúp không? Rồi cái cho đường link, đây đây vào đi, vào đi, vào đi. Dạ, mình đừng có làm như vậy ha. Mình để dành cho những bạn thật sự có nhu cầu học thôi. Rồi thứ nhì là mình tin tưởng nơi nhau. Các anh chị em vào học chúng ta mở cái camera lên, chúng ta học bài. Tại vì khi chúng ta mở camera lên á, chúng ta mới tập trung để chúng ta học bài. Còn nếu chúng ta tắt camera đó, tại vì sao? Có thể chúng ta làm việc riêng, chúng ta làm việc này, việc kia, cho nên là chúng ta không có tập trung. Đó là những cái lý do mà các em phải mở camera. Thế là nhiều khi mở camera lên, cái mình sợ người khác nhìn thấy mình, cái quê, đúng không? Không có gì quê hết. Mình học, đó là cái điều cần thiết. Những người đi trước mình, trước đây họ cũng học, bây giờ họ quốc tịch Mỹ, thì lúc trước họ cũng học, họ cũng phải chịu khó. Bây giờ tới mình học thôi. Thì không có gì phải quê, không có gì phải sợ. Người ta biết là mình cũng lên đây mình học. Đó, cho nên mình cứ tin tưởng và mình học với nhau. Và có những anh chị em khi mà học với nhau rồi đó, biết nhau rồi đó, nhiều anh chị em trong lớp là sẵn sàng để giúp đỡ cho các bạn khác nữa. Quay trở lại, bây giờ trở thành công dân Mỹ rồi, nhưng mà quay trở lại để giúp đỡ cho các bạn khác. Rồi một cái vấn đề nữa, mình tôn trọng nhau, mình giữ trật tự trong lớp. Khi anh chị em vào trong lớp đó, thì chúng ta chịu khó, chúng ta tắt cái mic đi, chúng ta tắt cái microphone lại. Tức là các anh chị em nhìn xuống cái màn hình bên trái đó, nó có hình cái microphone đó. Các anh chị em nhấn vào cái dấu màu đỏ để nó tắt đi, sẽ thấy cái dấu màu đỏ gạch ngang qua, tức là cái microphone nó đang tắt. Tại vì sao? Chỉ những khi các anh chị em trả bài hay là đặt câu hỏi thì chúng ta mở microphone. Còn nếu không đó, rất là ồn ào trong lớp. Các anh chị em biết có người thì mình muốn đọc theo được, mình muốn thực hành được, nhưng mà có thể đọc khi mà mình tắt cái microphone. Mình vẫn nghe cái tiếng của mình, đúng không? Chứ không phải là mình nghe trong microphone rồi cái mình mới nghe được. Có nhiều khi đó, rất là nhiều các bạn mà nghe coi cải lương, rồi cái cả lớp phải nghe cải lương theo. Rồi có khi trong nhà đang cãi lộn, đang chửi nhau nữa, rồi mọi người nghe hết, đúng không? Rồi có người nhiều khi đang ở trong nhà, đang ngồi trong phòng, có người vô đòi tiền. Đó, đó cái mọi người nghe hết. Rồi có nhiều khi đang làm việc gì đó, nghe những cái âm thanh gì không tốt đó, rồi mọi người cũng nghe hết. Đó, cho nên là chúng ta
chịu khó tắt cái microphone. Khi nào chúng ta nói thì chúng ta mở cái microphone lên, tức là chúng ta mở camera nhưng mà chúng ta tắt cái phone ha. Khi nào chúng ta trả bài, khi nào chúng ta dò bài đặt câu hỏi đó, rồi chúng ta mở lên, rồi sau khi xong rồi đó thì chúng ta tắt nó lại. Rồi mình có một cái nữa là mình cũng thông cảm với nhau, mình cũng có cái sự khiêm nhường một chút, mình cũng thông cảm với các bạn học. Tức là ở trong đây đó anh chị em là đủ mọi trường hợp hết, có người thì nộp đơn rồi, có người thì đang chờ phỏng vấn, có người thì đang chờ thi lần thứ hai, có người thì chưa nộp đơn, có người thì lớn tuổi, có người thì trẻ, có người thì là nam, có người thì là nữ, đủ hết. Người thì đang đi làm, cho nên là các anh chị em cũng tôn trọng và cũng thông cảm với hoàn cảnh của mỗi anh em, của mỗi người. Và vô đây thì mình thật lòng mình học hỏi, mình không có bán hàng ở trong đây. Vô trong này thì mình cũng không có dạy quốc tịch một kèm một, one on one. Mình không có dạy quốc tịch một kèm một. Cho nên rằng vào đây thì mình thật lòng học hỏi với nhau. Mình không bán hàng, mình không quảng cáo. Nhiều anh chị em thì nhiều khi cũng thấy cái món hàng này, món hàng kia hay gì muốn quảng cáo. Đó thì chúng ta giới hạn cái, chúng ta không có quảng cáo, không có bán hàng ở trên cái lớp của chúng ta. Có nhiều bạn cũng xin mục sư cho quảng cáo tặng quà, nhưng mà nói không được, mình vào đây để học quốc tịch chứ không có để quảng cáo để tặng quà cho các bạn đó. Cho nên là các bạn vào đây học là mình tập trung vào học, và trung tâm cũng bảo vệ cái sự riêng tư của các bạn. Khi mình học đó thì mình thực hành tất cả, mình đọc, mình viết, mình học 100 câu lịch sử, mình học những từ what mean, mình học đơn N400. Mình phải làm theo, chứ mình đừng có ngồi đó mình nhìn thôi, mình nghe thôi. Mình nghe đó thì mình sẽ quên. Mình nhìn, mình thấy đó thì mình nhớ, nhưng mà mình nhớ cũng không lâu. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải ghi lại, mình phải làm bài, mình phải viết xuống. Có nhiều anh chị em thì vào học thi quốc tịch nhưng mà giống như là cưỡi ngựa xem hoa. Tức là mình vào chơi cho vui thôi, mình phải nghiêm túc mình học. Và chúng ta cũng tận dụng thời gian. Chúng ta cũng vào học đúng giờ, rồi chúng ta cũng có những cái câu hỏi, có những cái điều gì liên quan tới bài học mà chúng ta nghĩ là ích lợi cho mọi người đó, những câu hỏi chung đó chúng ta có thể nêu lên. Rồi chúng ta cũng tập trung tư tưởng vào trong bài học. Nhiều khi chúng ta đang học bài thì chúng ta tập trung vào bài học của chúng ta. Ví dụ như bữa nào học N400 thì chúng ta nói chuyện về N400. Bữa nào học về 100 câu lịch sử thì chúng ta nói về 100 câu lịch sử. Bữa nào học về đọc viết, chúng ta tập trung vô đọc viết. Bữa nào học về giao tiếp tiếng Anh, chúng ta tập trung vô những câu giao tiếp tiếng Anh. Có nhiều khi chúng ta đang học N400, rồi cái tự nhiên quay qua hỏi về 100 câu lịch sử thì chúng ta hạn chế việc đó. Hay là đang học rồi chúng ta lại nói về những cái vấn đề chuyện xì căng đan của người này của người kia, mình không có nói những cái vấn mình không có nói những cái chuyện đó, mình tập trung vào trong bài học của chúng ta. Và một vấn đề nữa là chúng ta trung tín ở trong những việc nhỏ, chúng ta kiên trì, chúng ta cố gắng chịu khó với những cái chi tiết nhỏ thì chúng ta mới học bài được, chúng ta mới thuộc bài, chúng ta mới làm được những việc lớn hơn. Chúng ta nhớ. Và chúng ta vào đây với một cái mục tiêu, đó là cái thành tựu, đó là US citizen, là trở thành công dân Hoa Kỳ. Hy vọng các bạn vào đây học và các bạn trở thành công dân Hoa Kỳ. Đó là những điều mà chúng ta nhớ, cái quy tắc ở trong lớp của chúng ta. Các bạn thấy đó, có 10 chữ T, đúng không? Chữ T thứ nhất là trung thực. Thi quốc tịch các bạn phải trung thực. Họ thấy các bạn mà có vấn đề gì gian dối đó là lập tức là cái đơn của các bạn sẽ bị từ chối, bị bác bỏ. Cho nên trước nhất là phải trung thực, có sao thì nói vậy, có thì nói có, không thì nói không, không biết thì nói không biết. Chứ không phải là người ta nói sao cái mình cũng bắt chước. Thứ nhất là trung thực. Thứ nhì là tin tưởng. Đó. Thứ ba là tôn trọng.
Thứ bốn là thông cảm. Thứ năm là thật lòng. Thứ sáu là thực hành. Thứ bảy là tận dụng. Thứ tám là tập trung. Thứ chín là trung tín. Và thứ mười là thành tựu. Rồi tại sao các bạn phải trở thành công dân Hoa Kỳ? Có điều kiện gì, có ích lợi gì để chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ hay không? Chúng ta có thể là thường trú nhân không? Hay là chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ thì có gì khác biệt hơn? Thì có những điều sau đây. Có quốc tịch Mỹ đó là các bạn sẽ có được cái hộ chiếu Mỹ. Cái hộ chiếu Mỹ đó, đây là cái điều mà nhiều bạn rất là ao ước để có cái hộ chiếu màu xanh để mình đi du lịch. Thì khi mình đi du lịch đó, với cái hộ chiếu đó là mình được bảo vệ quyền lực nhất. Các anh chị em nếu mà đi đến đâu đó, mà nếu như mà mình gặp rắc rối, mình có thể vào cái nhà tòa đại sứ Mỹ đó, hay là sứ quán Mỹ, hay là lãnh lãnh sự quán, là những nơi mà có treo cái cờ Mỹ ở trước cửa đó, và có lính thủy quân lục chiến đứng gác trước cửa đó. Các anh chị em vào đến đó là an toàn, được bảo vệ. Đó. Và khi các anh chị em vào nước nào đó, với tư cách là công dân Hoa Kỳ đó, mà có vấn đề gì đó, thì chính phủ Mỹ cũng sẽ đứng ra để bảo lãnh, để mà đưa các anh chị em về lại nước Mỹ một cách bình an, bị chiến tranh hay là những vấn đề gì đó. Còn nếu mà chúng ta vào với lại những cái visa khác, thì chúng ta không phải là công dân Mỹ. Cho nên chúng ta có cái quốc tịch Mỹ, đó là cái điều mà chúng ta được bảo vệ tối đa. Các anh chị em trở thành công dân Mỹ đó, nếu mà con dưới 18 tuổi thì nó sẽ tự động nó trở thành công dân Mỹ ngày các anh chị em tuyên thệ. Và những đứa con các anh chị em sinh ra đó thì nó là công dân Mỹ. Rồi một cái quyền lợi nữa đó là những người công dân Mỹ đó có thể bảo lãnh cho cha mẹ, bảo lãnh cho anh chị em và bảo lãnh cho những đứa con đã lớn, đã trưởng thành, đã có gia đình. Là các chị em nhận được những cái quyền lợi dành cho US citizen only. Tức là các anh chị em có thể là nhận những cái tiền tiền về già hay là làm việc cho chính phủ liên bang, thì đó là phải có quốc tịch công dân Hoa Kỳ. Và khi có quốc tịch rồi đó, các anh chị em cũng tiết kiệm tiền. Các anh chị em không phải phải 10 năm thì làm lại cái thẻ xanh một lần. À, chúng ta có quốc tịch rồi thì là xong. Chúng ta trở thành công dân, không phải làm lại thẻ xanh. Cho nên là tiết kiệm một cái số tiền ở đây. Các anh chị em có thể làm việc cho chính phủ liên bang của Hoa Kỳ. À, làm việc cho chính phủ liên bang đó thì đòi hỏi là phải trở thành công dân Hoa Kỳ. À, đi lính thì nếu mà các anh chị em là thường trú nhân thì có thể đi lính. Nhưng mà nếu mà trở thành sĩ quan đó, sĩ quan trong quân đội Mỹ đó, thì phải là công dân Hoa Kỳ mới được trở thành sĩ quan. Còn đi lính thì là thường trú nhân, đi lính thì không cần phải là sĩ quan. Nhưng mà nếu là sĩ quan thì phải là công dân Hoa Kỳ. À, vấn đề này thì các anh chị em chắc cũng chưa nghĩ đến. Nhưng mà có thể là chúng ta có thể vào tranh cử cho những chức vụ ở trong chính phủ. Ví dụ như là tranh cử cho những chức vụ dân biểu, tranh cử cho những cái chức vụ ở tại địa phương, tại thành phố, tranh cử những chức vụ ở trong tiểu bang hay liên bang vân vân. Và các anh chị em có thể vote in federal election, tức là có thể bầu cử liên bang. À, cuộc bầu cử liên bang lần kế tiếp vào năm 2024, tức là năm nay tháng 11 đó. Đây là một cái cuộc bầu cử mà có thể nói là quan trọng và có thể là thay đổi nước Mỹ ở trong tương lai, cho nên chúng ta phải tham gia vào cái cuộc bầu cử này, vote in federal elections. Và một trong những cái vấn đề mà các anh chị em đi thi, người ta hay hỏi là tại sao bạn muốn trở thành công dân Hoa Kỳ đó, các bạn hay trả lời là because I want to vote, đúng không, là tôi muốn bầu cử đó. Thì đây là một cái quyền lợi dành cho công dân Hoa Kỳ là vote in federal elections. Và các bạn cannot be deported, tức là không có bị trục xuất. À, có thể chúng ta phạm tội, nhưng mà bị giam, bị nhốt ở tại Mỹ, chứ không có bị trục xuất trở về lại Việt Nam. Nhưng mà hy vọng là các anh chị em ở đây không ai phạm tội hết. Rồi nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta phải respect and obey the laws, tức là chúng ta phải tôn trọng và vâng theo luật pháp Hoa Kỳ. Ở đâu cũng vậy thôi, đất nước nào cũng vậy.
chúng ta nhập gia, chúng ta tùy tục, chúng ta phải tôn trọng và chúng ta phải tuân theo luật pháp của nước đó. Chúng ta phải file US Income Tax Returns. Tức là các anh chị em phải khai thuế liên bang. Chúng ta phải khai thuế. Chúng ta bầu cử nhưng mà chúng ta cũng phải khai thuế nữa. Khai thuế là vấn đề cần thiết và quan trọng. Chúng ta phải sẵn sàng call to serve in the US military. Tức là nếu mà đất nước yêu cầu hay là luật pháp yêu cầu, chúng ta cũng phải đáp lời sông núi, chúng ta phải đi lính. Chúng ta cũng phải sẵn sàng để select to serve on a jury. Tức là chúng ta có thể tham dự vào trong bồi thẩm đoàn. Đây là điều mà dành cho công dân Hoa Kỳ. Các anh chị em có bổn phận là họ sẽ gọi đi để tham dự vào bồi thẩm đoàn. Khoảng chừng 2 năm đó, họ sẽ kêu chúng ta một lần. Mục sư mới vừa nhận giấy, họ kêu hồi tháng 10 đó. Rồi mình tới một buổi thì xong rồi cái bổn phận thôi, họ cho về. Rồi nói ok, 2 năm sau họ sẽ coi lại. Đó, khoảng chừng 2 năm thì họ sẽ kêu mình đi một lần. Select to serve on a jury. Đó là cái điều mà chúng ta có thể ra tòa. Và yêu cầu chúng ta đó là có thể là xử bởi quan tòa hay là xử bởi bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn đó là những người như chúng ta. Họ vào đó họ nghe. Rồi họ quyết định là chúng ta có tội hay không có tội. Đó là serve on a jury. Rồi participate in the US Census. Chúng ta tham gia vào những cuộc điều tra dân số, thống kê dân số. Những cuộc điều tra dân số này thì cách 10 năm. Cho nên cái lần mà vừa rồi đó là năm 2020. Và cái cuộc kiểm tra dân số, thống kê dân số kế tiếp đó là năm 2030. Cho nên các anh chị em tham gia vào cái cuộc kiểm tra dân số lần kế tiếp. Đây là cái điều kiện mà các anh chị em nộp đơn để vào đăng ký học với lại trung tâm. Các anh chị em cung cấp số phone, email, tên họ, địa chỉ, ngày sinh, số thẻ xanh. Rồi bạn có biết tiếng Anh không? Bạn nộp đơn N400 chưa? Ngày phỏng vấn bạn khi nào? Bạn biết dùng Zoom không? Số học viên vào trong lớp giới hạn và chỉ dành cho những bạn mà thật lòng, nghiêm túc và muốn học. Những người thân với mục sư, bà con hay là thậm chí là tín đồ trong hội thánh mục sư đó thì cũng đều phải đăng ký như các anh chị em hết. Ai cũng phải đăng ký như vậy thì trung tâm mới nhận vào để học và thi quốc tịch. Chứ không phải là người quen giống như Việt Nam mình, quen mà phải không? Rồi cái thôi biết nhau mà cần cái này làm gì, nhưng mà không, mọi người đều như nhau hết, mọi người đều đăng ký để học liền thi quốc tịch. Cho nên là chúng ta sau khi mà lọc rồi đó là còn lại các anh chị em đó, chứ không thì rất là đông. Nhưng mà nói vậy chứ cũng có vài người vẫn vẫn vào học chui trong đây, đúng không? Thì mấy anh chị em học chui đó, mục sư cứ nhắc là đăng ký đi, không sao đâu. Mình học chui đó, mình thấy vui không? Các anh chị em phải trốn 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 ngoài, đúng không? Đó, chúng ta cứ vào, chúng ta học. Những người đăng ký học đâu có sao. Rồi, các anh chị em có ai có câu hỏi gì không? Cảm Mục sư cho em hỏi rồi. Dạ, ok. Mục sư cho em hỏi là một khóa học này thì hết bao nhiêu thời gian? Dạ, một khóa học đó thì khoảng chừng 3 tháng anh. Cho nên là các anh chị em để ý đó, trung tâm khai giảng một khóa vào đầu tháng 1, rồi khóa vào đầu tháng 4, khóa vào đầu tháng 7 và khóa vào đầu tháng 10. Đó. Cái giáo trình thì đã được hệ thống hóa rồi, cho nên là mục sư có cháy giáo án đi nữa đó thì vẫn theo kịp ha. Vâng, mình học cảm tới ơn đây mục là sư. khóa thứ 14 rồi. Dạ. Cho nên là cái giáo trình mọi sự thì nó đã hệ thống hóa khoảng chừng 3 tháng. Cảm ơn mục sư. À, giữ mục sư là tại em học đó, nếu mà một cứ 3 tháng thì mình em muốn học tiếp nữa là mình học mình đăng ký học tiếp ha. À, được thì Dạ. 3 tháng các anh chị em cứ tiếp tục, các anh chị em cứ đăng ký học, không không phải đăng ký lại nhưng mà cho mục sư biết để tiếp tục đăng ký Dạ. học và học tiếp. Dạ. Như mục sư nói đó, có cái chị chắc liên lạc với mục sư hồi khóa thứ năm thứ sáu gì đó, lâu lắm rồi nói chuyện. Thì mình khi mình cũng bận thời gian lắm rồi cũng xin để được nói chuyện để này đó kia mà cứ
mà cái nói nếu mà chị học từ đó giờ chị học cũng hai cũng gì học cũng được gần 2 năm rồi đó, còn chị cứ đi vòng vòng rồi chị cứ tìm cách để mà chị vào lớp mà chị không cần phải đăng ký, mệt mệt chị quá đi. Nhưng mà thôi chị muốn như vậy thì cái đó là cách chọn lựa của chị. Các anh chị em vào đây học đó biết không, là 10 người liên lạc, tại vì khi mà bắt đầu đăng ký thông tin lên về các lớp điện quốc tịch đó thì có 10 người liên lạc, nhưng mà khi mà bắt đầu hỏi thông tin đó thì để đăng ký đó thì bắt đầu một số bạn trả lời thông tin là qua loa thôi, ví dụ em không biết tiếng Anh, em chưa nộp đơn, em biết dùng Zoom hay là không biết dùng Zoom á, rồi vậy thôi. Ok, rồi có một số bạn nữa thì trả lời thông tin đầy đủ nhưng mà giấu cái thẻ xanh, rồi có một số bạn đó thì khi hỏi là thẻ xanh này kia thì hỏi tại sao này kia, rồi cái xong cái cũng 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 sợ. Rồi có một số bạn đó thì thật lòng đăng ký đó, cho nên là nói là các anh chị em vào đây đó là 10 người đó thì mất 7 rồi còn 3 rồi mất 2 còn 1 đó là mới đến các anh chị em ngồi ở đây. Đó, chứ không có anh chị em không thể nào mà mục sư lớp vào đông như vậy được đó. Cho nên là 10 người mất 7 còn 3 mất 2 còn 1 rồi mới là các anh chị em là người còn một lại ở đây đó ha. Ok. Có bạn thì là đăng ký rồi hoàn toàn cũng như là nghe nói cái xong cũng không trả lời là cái cũng trốn luôn. Mục sư thì cũng không có cần cái thông tin cá nhân của các anh chị em để làm gì hết. Mình không có lấy thông tin cá nhân để làm việc giống như là scam hay là để gian lận hay là để buôn bán. Nhưng mà để xác nhận các anh chị em là thường trú nhân. Thứ nhất, những người, có nhiều người muốn học tiếng Anh, có quốc tịch rồi muốn học tiếng Anh hay là đang đi du học, đi đi du lịch, đi du lịch chơi hay là ở Việt Nam nữa cũng muốn học, nhưng mà nói khi nào qua Mỹ rồi có thường trú nhân thì học, bây học bên Việt Nam làm gì sớm quá đúng không, chưa đi nữa, đang đang làm giấy tờ bảo lãnh thôi, nhưng mà muốn học trước thì nó ok, muốn học thì cứ học trên online chứ vào lớp thì khoan học. Rồi để xác định các em là thật lòng nghiêm túc muốn học. Nhiều khi mình học online đó, có nhiều người thì coi thường miễn phí online đúng không? Nhiều người nói hỏi học online mà làm cái gì dữ vậy? Nói, ok thì cái đó là cái sự chọn lựa của mỗi người thôi. Đó cho nên để lọc bớt những bạn mà không nghiêm túc học, những bạn nhiều khi muốn vào đây để xem cách dạy để bắt chước, hay là có nhiều khi các bạn bán hàng, các bạn quảng cáo rồi cho mượn tiền nữa đúng không, rồi muốn kết bạn hay là tò mò vào xem cho biết này kia thôi đó, cho nên là mình lọc bớt những các bạn đó để dành cho những ai thật lòng muốn học thôi, và cũng đảm bảo cái chất lượng và cái số lượng cho các bạn học. Nếu mà các bạn vào đây học mà thấy không thích đó, muốn trả tiền, muốn refund lại thì trung tâm trả tiền refund lại hết cho các bạn. Ok, mình miễn phí cho nên là sẵn sàng để mà refund hết là cho các bạn. Các bạn bảo có bao đậu không, cái đó là tùy các bạn đúng không. Nếu mà các bạn thật lòng các bạn học đó thì các bạn sẽ đậu, nhưng mà mình phải cố gắng chứ không phải nhiều bạn vô đây cái thôi nhờ mục sư cầu phước, nhờ mục sư cầu nguyện cho rồi khỏi học đi thi, không được, các bạn phải học. Với lại mình cũng bảo vệ cho các bạn học viên khác an tâm học với nhau. Chứ có bạn nào scammer vô đây học rồi cái tìm cách lò dò ren rồi lấy thông tin của các bạn khác, đó là vấn đề mình không có chấp nhận. Đó, cho nên mọi người yên tâm mình học với nhau. Có Mục một sư số cho bạn thì sợ, tại vì bị người khác hù dọa là nghĩ là bị lừa gạt, bị lừa gạt cho nên là sợ không dám cung cấp thông tin. Nhưng mà các bạn chưa biết trung tâm, chưa biết mục sư thì các bạn tin tưởng. Rất nhiều bạn ở đây gặp mục sư rồi đúng không, mình người thật việc thật. Nếu mà có dịp mục sư cũng mời các bạn, nếu mà muốn đến biết mục sư như thế nào đó thì đến gặp mục sư ở tại nhà thờ Tin Lành Tacoma.
ở tại trung tâm cơ đốc giáo dục là cơ sở ở đó. Có dịp mời các Takumi. bạn nghe mục sư giảng đạo nữa, ok. Thì cái các bạn á, cũng biết đó là cái số thẻ xanh á, là nó không phải là cái số social security number. Cái số social security number đó, cái số là số an sinh xã hội. Số đó đó mới là cái số mà chúng ta cần phải bảo vệ. Những người khác biết cái số đó của các bạn đó, có thể họ làm hồ sơ tài chính giả, hoặc có thể mượn tiền, dùng tên của các bạn, dùng số của các bạn, họ có thể làm những cái credit card, họ có thể mua đồ dưới tên của các bạn, và các bạn phải, rồi các bạn sẽ lãnh những cái món nợ đó. Còn số thẻ xanh đó mà các bạn cung cấp tại đây đó là liên quan đến vấn đề di trú thôi, di trú nhập tịch, chứ không có liên quan đến vấn đề mà về tài chánh làm mượn nợ, cho nên các bạn yên tâm vấn đề đó. Và khi các bạn nộp đơn, nộp hồ sơ rồi đó, trung tâm cũng bảo mật hồ sơ của các bạn, khóa lại và không bán thông tin, không sử dụng, và chỉ gửi cho USCIS. Thẻ xanh chúng ta xin làm việc, đi du học, đó vấn đề di trú thôi. Mục sư thì đi lính Mỹ, đã giải ngũ cũng hơn 20 năm rồi. Và sau đó thì mục sư đi học lời Chúa, ra hầu việc Chúa được cũng 15 năm, quản nhiệm hội thánh Tin Lành Tacoma. Gia đình thì có một vợ và bốn con. Nhưng mà Chúa ban cho mình cái công việc, rồi mình cũng làm công việc để mình giúp đỡ cho cộng đồng. Mục sư thì đã tốt nghiệp cái luận án tiến sĩ trong năm nay. Đó, cho nên là hoàn toàn là không có cái điều gì mà nói là lấy thông tin của các bạn làm gì để chơi hay là không làm gì hết. Những cái điều đó không cần thiết. Những khi nào mà chỉ là cần thiết cho trung tâm để xác nhận các bạn là thường trú nhân và thật lòng nghiêm túc muốn học, đơn giản như vậy thôi. Ok. Và mục sư cũng không có dạy kèm, một kèm một. Có nhiều bạn thì nói ông mục sư dạy kèm con, dạy kèm riêng con, rồi con trả tiền cho mục sư, giống như là mấy anh chị em YouTuber khác dạy kèm đó. Mục sư không có dạy kèm, một tặng một, một kèm một ha. Thời gian là tiền bạc, nhưng mà làm gì mục sư dạy free vậy? Mục sư câu gì không? Nói không, không có gì hết. Mục sư chỉ là giúp cho cộng đồng thôi. Chúa ban phước cho mình, cho nên mình chia sẻ điều đó cho các anh chị em khác. Và cũng không có cái tổ chức, không có cái cơ quan nào mà tài trợ tài chính cho mục sư trong cái vấn đề này. Đó, các anh chị em ở tại trung tâm cơ đốc giáo dục, và mục sư là làm việc thiện nguyện, và mình làm việc đây là cái niềm vui để giúp đỡ cho cộng đồng trong cái tinh thần là kính Chúa yêu người. Chúa ban phước cho mình là người đi trước, cho nên mình chia sẻ cái kinh nghiệm và mình giúp cho cộng đồng Việt Nam, giúp cho các anh chị em là người đi sau. Như vậy thôi. Ok. Dạ con cảm ơn mục sư. Rồi, có ai có câu hỏi về buổi tối hôm nay không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Đây là lời hứa của Thiên Chúa dành cho các bạn. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn và cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên các bạn.